Đây là video Thái Ngô sẽ làm cho tuần sau vào ngày 18 đến ngày 22 cùng với lại video nhận định thứ sáu ngày hôm nay. Ok các bạn nha. Hiện tại trên màn hình thì mọi người đang thấy là cái câu chuyện vào ngày hôm qua Thái Ngô nói đúng bài không ạ? À? Đây. Rõ ràng các bạn thấy không ạ? À? Ngày mai VNX khả năng tăng lại. Ok không ạ? À? Thật sự nha. Và các bạn đang thấy là Tối ngày hôm qua thì V Dow Zone các bạn ạ. Thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường châu Âu hiện tại Thái Ngô đang làm video này thị trường châu Âu hiện tại tăng rất là mạnh các bạn nha và giống y như hồi sáng thì ngồi chia sẻ với mọi người trong group vip á, cái câu chuyện Dow Jones tăng mạnh nhất trong tháng 8 này, à, mạnh nhất trong từ tháng 8 đổ lại đúng không? ạ à? Cái điều thứ hai á là mọi người phải để ý cái câu chuyện là gì nè, thị trường châu Âu tăng mạnh với giờ ECB à? à, các bạn à? ngân hàng trung ương châu Âu á vừa phát đi một cái tín hiệu là giờ khả năng là cái câu chuyện về lãi suất á thì người ta sẽ giờ bỏ ngỏ cái việc mà có khả năng tăng nha các bạn nha, tức là đâu đó cái lãi suất hiện tại á nó đang trên cái đài giờ chừng lại và có khả năng nó sẽ tiếp tục à, giờ đi vào cái giai đoạn giảm đó thì đó là cái lý do mà tại sao trong tối ngày hôm qua thì đường châu Âu tăng mạnh và hiện tại đến cái khung giờ mà thấy Ngô đang làm video này thì các bạn đang xem là hiện tại châu Âu đang vẫn tiếp tục tăng mạnh đã mở cửa ra ví dụ như Đức tăng nè Pháp tăng Anh tăng đúng không ạ đó ngay cả như ông Pháp này hiện tại cái chỉ số này đang tăng khoảng 1 4%, 4 các bạn nhá Ok, quay trở lại câu chuyện châu Á thì hiện tại các bạn đang thấy là giờ kết phiên thì rõ ràng tăng khá là đẹp. Thị trường chứng khoán Nhật tăng nè, thị trường chứng khoán châu giờ à, dạ, ông Hàn Quốc tăng nè, thị trường giờ dạ, à, Hồng Kông tăng nè, đó rồi thị trường Hồng Kông Hang Seng tăng các bạn nha đó thì đó chính là và cái thị trường nhà Châu Úc uh, sorry mọi người thị trường Úc các bạn nha tăng cũng 1.2.3 phần trăm thì đó chính là cái góc nhìn mà hiện tại sau ngày hôm qua mình nói với mọi người là cái câu chuyện rất dễ là VN nó sẽ tăng trở lại và bối cảnh ngày hôm nay để mình nhận định thị trường cho tuần sau luôn các bạn ạ à. Ok rất rõ ràng và bây giờ như vẫn tiếp tục một cái quan điểm nhất quán của Thái Ngô và chia sẻ với mọi người là ngày hôm nay Thái Ngô vẫn tiếp tục cho mọi người trong group VIP ai mà chần chừ mua trễ mua sâu tại vì mua sâu thì cái vùng giá nó sẽ không đẹp như cái giai đoạn mà Thái Ngô có nhắc với mọi người rất là rõ ở quanh mình thì mình chỉ một mục tiêu duy nhất thôi mình không mình vẫn không thay đổi các bạn nha bởi vì sao? Cái giai đoạn mà khi thị trường nó điều chỉnh về 1150, 1160 Thái Ngô đã cho rất phép mua rất là mạnh luôn Và mãi tiếp tục mình nhắc với mọi người là thị trường đang ở trong một trạng thái điều chỉnh để tăng giá Đó, vỗ tay <laughs> Như vậy các bạn là mua từ những vùng giá như này các bạn việc rung đất rất là khỏe các bạn Và vị thế đẹp, thậm chí lời khoảng 20-30% trong cái dịp vừa qua là có các bạn nha, ok À, qua đây thì Thái Ngô rất là cảm ơn một người em của mình dạ em có chúc lại ha Minh Tân thật sự là cũng không biết nói gì cả đây chính là những cái đồng tiền rất là hạnh phúc trí tuệ và quân tử nha những cái nỗ lực xứng đáng à. <laughs> ok rất là vui ok rồi à, mọi người không biết nói gì cả nha rồi à, dạ đây mấy ông nội bắn tim tôi hộ cái nè <laughs> khi mình nhận định thị trường ngày hôm nay bắn 3 ngàn quả tim các bạn thật sự luôn tôi làm việc thấy bà nội luôn thấy mẹ luôn lại được khen đẹp trai nữa rồi lắc tính sâu giờ bắn tim đi ạ à. mọi người rất là vui và bởi vì thật sự trong lúc vip thì mình vẫn rải ra những cổ phiếu rất là mạnh và cho mọi người enter những cái vùng giá cực kỳ đẹp giai đoạn trước rồi mãi đến sau này và trong bối cảnh hiện tại mình vẫn thấy có rất là nhiều cơ hội và đối với những nhà đầu tư ở ngoài kia mới vào hoặc thậm chí là ha mình vẫn liên tục nhắc với mọi người cơ hội rung lắc đúng không ạ khi nó khi nó rung lắc mọi người cố gắng là mua và mình tiếp tục ngày hôm nay vẫn chia ra vùng giá rất là rõ ràng cụ thể con số luôn nào để những nhà đầu tư thật sự là anh chị sẽ giờ chất lọc và mọi người sẽ tham khảo để mọi người đầu tư cái cổ phiếu đẹp và đây chính là một trong những cổ phiếu cực kỳ mạnh mà mình đã nhắc với mọi người rồi và đây chính là một trong những tốt cổ phiếu mạnh nhất các bạn nha ok ví dụ ngày hôm nay à, à trước khi đi vào và phân tích những cái cổ phiếu này mình sẽ cho các bạn thấy nè ngày hôm nay thị trường vn các bạn nó chỉ tăng <laughs> tăng 3.54% 3.5 sorry mọi người 3.54 điểm số tương ứng là 0.28% như vậy mới logic nhờ chứ không mấy ông mấy ông nội bắt bẻ nè ok về mặt bằng hiện tại thì thấy Ngô đang đánh giá đúng là chỗ này nè các bạn nè rõ ràng phiên ngày hôm nay là tăng điểm không ạ à? có bởi vì hôm qua nói rồi để nó làm cho mọi người bớt cái tâm lý ngày hôm qua đó xíu các bạn rồi bắt đầu các ông chán và bắt đầu các bạn thấy không ngày hôm nay thị trường nó vẫn có một cái sự phân hóa nhất định là sao ạ à? có 10 cổ phiếu ngày hôm nay đại diện cho những cái cổ phiếu nhóm nào thì đa phần nó đang tập trung ở nhóm dầu khí và nhóm banh như vậy các bạn đang thấy một điều là gì nè thị trường có một cái sự phân hóa nhất định và bắt đầu cái sự phân hóa này nó là theo trình tự giờ dạ? kéo điểm lên kéo điểm lên nha đó nó kéo lần lượt những nhóm ngành phải vượt đỉnh và cho dù mọi người ngoài kia chê bai gào thét rồi mọi người là giờ dạ? kêu sập kêu đau trên các kiểu con đà điểu nha nhưng mà bản chất hiện tại hãy thừa nhận đi Là rất nhiều nhóm ngành nó đã vượt đỉnh và thậm chí ngày hôm nay Là cái nhóm gì à? nhóm mà cổ đông chịu đựng nhiều nhất là nhóm gì à? nhóm dầu khí các bạn Trầm trì trầm trặc đúng không ạ Trì trầy nhầy nhụa các kiểu đúng không ạ Lăng mình hay nói giỡn và thật sự cái tính mình rất là vui bây giờ Lăng lê bò lết trường tỳ đề nằm đúng không ạ Nhưng mà ngày hôm nay rõ ràng nhóm này bật tăng như nhái luôn Và đây chính là cái đặc điểm của một uptrend các bạn ạ từ từ các ông sẽ được quà tặng hết ví dụ cụ thể là ngày hôm nay bvc tăng đúng không ít nhất ngày hôm nay ông này cũng có dòng tiền vào nhưng mà do cái áp lực của một cái phiên quỹ cơ cấu là một và rõ ràng là đánh cổ phiếu dòng hàng hóa thì các bạn phải có một cái sự chịu đựng cực kỳ mạnh đó rất logic vỗ tay cái đã ạ à? <laughs> ok tiếp theo là mọi người nào bbg ông gì đây ông oi Ôi ngày hôm nay cũng vượt đỉnh cha nó luôn rồi Như vậy rất là nhiều cổ phiếu vượt đỉnh Cũng 4 triệu mấy 5 triệu cổ phiếu ha Một dòng tiền kích hoạt vào vol lớn Chưa từng có luôn đúng không ạ Đó Rồi giờ tiếp theo là nhớ Ông dầu khí nữa BVB này các bạn ạ Đó cũng là một phiên Nhưng mà do cái áp lực cũng dễ hiểu thôi các bạn Nguyên cái vùng giá này thật sự đó là một cái cản vol Đúng không ạ Rất là lớn Ok Rồi để coi tới mình nói chuyện Nhưng nhiều khi đang nói mà đang sung mà nhiều khi nó quên nữa Ok <laughs> Tiếp tục mọi người ạ là BVS các bạn ạ. Đây, vượt đỉnh của đỉnh luôn. Đó như một đứa em mình trong lúc viết trong lúc viết nó nói vượt đỉnh của đỉnh luôn thấy ơi. Đó. Thì các bạn thấy không ạ? Đây là đỉnh nè, trước đó là bây giờ nó vượt đỉnh luôn nè. Cho nên là các bạn thấy là làm sao thấy đau trên được các bạn ạ? Làm sao thấy mùi giảm được? Cái mùi giảm gì đâu mà hết ngày hôm nay nhóm này tăng, ngày mai nhóm khác tăng rồi tiếp tục các bạn thấy một đại diện nữa nè. BVS xong rồi đúng không ạ? Ông STB đây là một trong những cổ phiếu ngày hôm nay nó cũng hơi hướng là giờ dạ, muốn vượt đỉnh nhưng do cái câu chuyện là ông quỷ ông cơ cấu các bạn đó là ông banh rồi hôm qua bữa nay có tiếp tục là ông Hắc đi banh các bạn nha rồi ông này ngày hôm nay lại vượt đỉnh mở nó luôn rồi đó các bạn thật sự cho dù thái ngô không đánh banh nhưng mà nói rồi bình vẫn cảm nhận được là cái câu chuyện là các bạn hãy thừa nhận đi các bạn xem kênh của thái ngô đi à bấm cho thái một nút like tim được không ạ à? để xem thì các bạn là ngày hôm nay bắn thả bao nhiêu tim nha các bạn thấy nào. Cái câu chuyện cuối cùng là nó sẽ rất là nhiều nhóm ngành vượt đỉnh từ không tin các bạn đặt tay lên trán suy nghĩ lại lời thấy nói này. Cho dù các bạn bán hàng xong rồi hay là các bạn chưa mua hàng, tại vì hãy đứng một cái góc nhìn rất là khách quan đi các bạn. Rất là nhiều cổ phiếu vượt đỉnh cho dù chê bay rồi hô sập hô xiết gì mình không biết nhưng mà các bạn thấy mà đa phần cổ phiếu bây giờ đều x2 x3 các bạn. Thì phải thừa nhận đi, rõ ràng là thị trường đang tăng giá rất là mạnh, đúng không ạ? Đó, rồi Ngày hôm nay có thêm ông nội hắt đi nữa vượt đỉnh mọi người ạ. À. Rồi ngày hôm qua các bạn thấy không ạ? À? Ngày hôm qua là cha nội nào bên các bạn thương và thông cảm cho thấy vì cái cách mình nói chuyện rất là thô và thực tính à, mình không có kiểu mà màu mè hoa lá hẹ là vô là bập luôn à. Các bạn thấy không? Ngày hôm qua có khứ này nè. giờ dạ, MSP các bạn. Đó. Rồi nó cũng rất là dễ. Rồi ông giờ ông CTG cái màu rất là dễ vượt đỉnh nhưng mà cái chất lượng của điểm press các bạn thấy không ạ? À? Các bạn nhìn nè. Đây, Đúng không? Rồi Đây Cho nên mọi người lưu ý nha Mua cổ phiếu vượt đỉnh giai đoạn này á Phải rất là gì ạ Phải chia ra cho mình có nghĩa là gì nè Bây giờ đúng không? Các bạn có một trăm phần trăm các bạn muốn mua ông nội này nè Ok không ạ? Rồi bây giờ các bạn thấy đẹp quá Lẽ ra đúng bài á Là gì vậy? Khi vượt đỉnh là điểm xúc là không ai chê trách các bạn đâu Tuy nhiên Là khi các bạn càng lên cao á Thì vô vui lòng nha khi đã mê bất kỳ một cổ phiếu nào rồi, có nền giá là xúc cho mình, đừng có kiểu mà chúng ta là à, Lý Thuyết xu đúng không ạ, rồi Sau đó ví dụ các bạn múc, à, mình ví dụ như các bạn múc ở đường MA20 nè Sau đó lên trên đây các bạn có múc vượt đỉnh thì giả sử đi Nó có trường hợp nó xui kèo ha Nó đạp về đây nè Thì các bạn đang nắm một cái thanh thượng phương bảo kiếm trong tay, tức là giờ có giá trung bình các bạn nó khác thì cái việc mà nó rung lắc á thì ông nội chúng ta cũng không sợ đúng không ạ còn khi mà mọi người mà lý thuyết xu mọi người người cứ vào đây cái mút một phát một á nha là ưa dễ bị dính đòn mình nói thật sự luôn cho nên đó là cái cách mà mình vận động được trong giai đoạn vừa qua <laughs> mà từ xưa tới giờ mình đánh như vậy các bạn đó sách giáo khoa là một chuyện mà thực chiến là một chuyện logic là một chuyện khoa học là một chuyện đúng không ạ cho nên mình nói rồi mua nền ví dụ rồi về cái khâu mà mua nền mình ví dụ nha ông nào mà ấy á, thì có thể là gan các bạn có thể là mua năm sáu phần trăm vì cái này nó phụ thuộc vào cái tính cách tâm lý nhưng mình khuyên đừng nên múc một cục bởi vì khi múc một cục là gì à, mọi người là tự tin thái quá trăm phần trăm thì cũng nguy hiểm đúng không lỡ như nó xui kèo nó rớt cái là các bạn là đau khổ cho nên là cứ rải ra và canh đúng vùng mua điểm mua xúc rồi sau đó khi nó xác nhận một tín hiệu vượt đỉnh á các bạn xúc thêm nếu trường hợp nó xui á các bạn thì các bạn được một cái giá trung bình sao nó ok rồi ha thì các bạn gồng được đó khi các tăng lên á thì các bạn lại có một phần trăm vị thế quá đẹp nè còn khi mà trường hợp nó giảm á thì các bạn lỗ rất là ít bởi vì sao ạ bởi vì các bạn ở dưới này các bạn đã gánh rồi và sau đó các bạn phải giải ngân thêm mẫu hình kim tự tháp cho mình rất là khoa học luôn á. còn bây giờ ở dưới này sợ 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 lên trên đây múc về đây ba phần trăm đi bụi lúc đó bắt đầu cắt lỗ là liên tục cắt lỗ trong thị trường này lời nói của thái rất là thô và thực tính cho nên mọi người sẽ thấm được đúng không ạ? À? Vỗ tay. Rồi ok. thì đó là góc nhìn ngày hôm nay các bạn thấy là tiếp tục có hai cái nhóm đại diện mới đó là ban ngày hôm qua phát hiện rồi và tiếp tục ngày hôm nay là có những dấu hiệu của gì à? À, Những cổ phiếu như là STB đúng không ạ? À? Rồi một ông nội này nữa nè, MBB các bạn nè. đó. thì ngày hôm nay khối lượng vào rất là quyết liệt và nó đang phản ứng ở vùng vượt đỉnh này cho nên ít nhiều các bạn thông mà dòng tiền cũng đang cố gắng. Tuy nhiên mà để một là các bạn mua nền, hai là các bạn vượt đỉnh thì các bạn phải chờ cho nó vượt chính thức hoàn toàn 100% chẳng hạn nha. Còn khi mà các bạn mua ví dụ các bạn mua vượt đỉnh giá này đi mà trường hợp nó xui nó test lại cái khoảng hai ba phần trăm á, mà các bạn không không có cái nền thì các bạn sẽ rất là dễ bị cắt lỗ. Còn nếu trường hợp các bạn mua xong rồi mà các bạn chỉ mua điểm chỗ này duy nhất nha, bởi vì cũng sẽ có rất là nhiều cái khắc tin là giờ à? có những cái trường phái các bạn mua đúng cái điểm này thì các bạn phải quản trị theo rủi ro thì đó là cái cách mà mình sẽ chia sẻ với các bạn trên góc góc độ về thực chiến ok không ạ à? rồi à, để điểm xuyến lại một lần nữa là các bạn đang thấy là dòng tiền hiện tại khá là đẹp khá là ổn và vnet ngày hôm nay đúng rồi à? trong group vip là thấy ngôi tiếp tục nhận nhấn mạnh như các bạn nào điểm mua mới vùng mua mới thì ngày 2 2 3 ngày hôm nay mình vẫn khẳng định với các bạn có những cổ phiếu nào các bạn có thể xúc được và đó là những đại diện của nhóm ngành rất là mạnh trong thị trường hiện tại và đây là những cổ phiếu mà nó đã vượt đỉnh và test ngược trở lại vùng đỉnh hoặc là các bạn đang đặt cược nó ở một cái trạng thái có câu chuyện tăng giá sắp tới đó phải logic cả hai vấn đề nha một là ông đã vượt đỉnh rồi ông test ngược trở lại hai là ông chưa vượt đỉnh nhưng bản chất là đây là một trong những cái top ngành hút dòng tiền và có cái câu chuyện kỳ vọng phải đặt ra hai cái sự logic này rồi ok đúng không mọi người thấy tiếp tục nè à, và đây là lát nữa mình sẽ phân tích đó <laughs> và ngày này, hôm nay mình nói là trong phân tích trong phim này, ha vn test lại quanh một nghìn bậc để xem thử vn Death, này các bạn nào vn index đấy ok test đúng y vào quanh quanh một và, và bật lại đúng không và đóng cửa gần là giá một nghìn 28 và trong phiên có lúc là nó kéo lên 1233,87 và đây nó sẽ tạo thành một cái nền giá mình nghĩ nó sẽ tạo thành một cái hộp giá chỗ này các bạn nào. Rồi sau đó nó giờ nó rất là dễ về dưới này các bạn múc. Cho các bạn ai mà thật sự chưa có vị thế phải rải ra múc nha. Đó, để tránh từng nó à, kéo lên các bạn không dám rồi đa phần nếu mà trường hợp ha xui á mà lên trên thuốc trên này bắt đầu là lại cái vùng 1250 các bạn lại đu vào mà khi nó lại không tăng á nó lại giảm thêm phát nữa rồi để nó giờ nên nó rủ thêm một lần nữa thì đa phần là những ông nào mà mua kiểu đó là sẽ rất là dễ bị cắt lỗ đó cho nên cái cách mà đối trị như vậy tiếp theo thấy ngồi có nhận định rất là kỹ trong phiên này ha <laughs> là giờ cập nhật phiên trưa nè đó rồi à, hôm nay hôm qua nước ngoài bán rồng 200 tỏi nhưng mà cái góc nhìn của mình nó giờ ở góc độ mà ông nước ngoài đang bán rồng gần đây các bạn bán rồng ngàn tám trăm ngàn hai vân vân và mây mây thì lúc ngày hôm qua ông bán rồng có 200 tỷ là thật sự quá là dễ chịu đúng không mọi người ạ? À? Tiếp theo thì mình nhắc mạnh luôn đó là giờ hôm nay nước ngoài quay trở lại hoạt động mua rồng Thì đây dự chất cú là chiều nay khả năng xác suất là trước đây mình nói luôn là buổi trưa mới vào nè Xác suất cuối phiên kéo tăng trở lại có sự phân hóa đúng y như cái vấn đề này Và mình có dẫn dở <laughs> à, mấy bạn chia sẻ cái hình chế chế là giờ vượng ơi là vượng mày giết cụ rồi Mấy ông nội này chế có hình của ông nhà đầu tư Bắc Nguyễn Văn Sử nữa mà Nhà đầu tư 81 tuổi không Cho nên là mình nói là đề nghị nhà nào mà có những cái cụ già là thật sự là nên hạn chế cho tham gia thị trường chứng khoán và nha Đó hình ông nội nào chế nè ok Và tiếp theo là mình có nhắc là câu chuyện bất động sản phát đặt rất quá khỏe nè Các bạn coi nè cổ phiếu phát đặt rất nha Thật sự phát Đạt rất ngày hôm nay là mình có xúc ở quanh vùng giá thêm tí xíu nữa là 24.95 ha Ok bởi vì mình thấy cái này này đẹp quá mình múc thêm và mình đặt cược một cái tại vì bản giá cuối cùng là sự đặt cược mà ông này tạo nên giá vượt đỉnh tại vì vượt qua vùng giá khoảng 23 cho các bạn múc rồi và bây giờ rất là nhiều nhà đầu tư hiện tại đang nắm cổ phiếu này trong trút phiếp các bạn nha Ok đang khá là bá đạo và đang rất là mạnh suy cho cùng cuối cùng ông này test quanh vùng giá khoảng 20 à, mấy các bạn 25 cái nền cực kỳ mạnh và vượt Ok đây chính là một trong những cái con chim đầu đàn của cổ phiếu bất động sản nha tiếp theo là ông nội đất xanh đất xanh cũng rất là bá đạo và nó đang tạo đúng y cái kịch bản là tạo thành một cái nền giá mà cái hộp mình đã kể rồi đúng không ạ à? và những nhà đầu tư mà thật sự mình có nhắc rồi hôm qua rồi có muốn xúc thì quanh quanh vùng giá 21 mấy các bạn à đó 21 cộng trừ tí xíu nữa ha hai ba trăm đồng gì đó xúc rồi đợi sau này mà tại vì tại vì sao à? khi các bạn đã không mua được những vùng giá như này rồi thì đây là cái cơ hội cuối cùng khi nó test ngược trở lại quanh cái đỉnh này nè còn sau đó nó bật tăng lên thì cái việc mua sao phải lưu ý cái tỷ trọng nha Đó chứ không phải là dễ ăn đâu các bạn ạ à. Rồi cho nên là mình nhắc rất là thực chiến với mọi người là giờ có thì xuất Cái câu chuyện tiếp theo là ông Dick vẫn ổn cho nhóm này ha Ở điều là nó hơi yếu hơn so với lại phát đạt một tí xíu Hơi yếu hơn ha nhưng mà rõ ràng nó cũng đang giờ cố gắng tái tích lũy trở lại và cái hoạt động này nó đang giờ à, test trở lại quanh vùng giá đâu đó là Fibonacci các bạn à. đó, nào đó thấy Ok, ông này cũng test trở lại ngày hôm nay là quanh vùng giá khoảng 27 cộng trừ. Đó. Và thật sự là ha, nó đây sẽ là một cái vùng mà mình nghĩ nó sẽ tạo được một cái nền tảng để sau đó nó bật tăng lên trở lại. Ok không mà? Quanh vùng giá khoảng 27 nè. Một cái cổ phiếu mà mình nhắc với mọi người phải cơ cấu đó giờ ông Novaland một cái pha chuyển hàng Novaland sang phát Đạt rút khi nó có điểm mua nè. Novaland. Thật sự ở bối cảnh hiện tại nha. Vào ngày 12 tháng 9 mình nhắc đúng bài các bạn vào bây giờ trước đó một ngày tự nhiên giảm sàn là ngày hôm sau là mình nhắc lại nè nếu mà trường hợp mình tại vì sao khi nó cùng giảm thì tất cả những cổ phiếu trong cái ngành đó nó giảm chung thì không có gì mà chúng ta giờ bám phiếu tại vì các bạn phải chấp nhận là bỏ yếu để nắm mạnh đó rồi sau đó các bạn thấy mà bỏ cái câu chuyện ông nội này không phải là nó quá tệ đi nhưng mà do cái chỗ này nè cái thằng mạnh nhất cái đầu đàn á nó cùng giảm chung với mình thì ngu gì mình phải nắm ông này mình ví dụ nha thì sau đó là mình tái cơ cấu còn nếu trường hợp nhà đầu tư mà thật sự đang nắm vị bởi vì sao à? mỗi một nhà đầu tư lại có vị thế khác nhau các bạn à? mà ví dụ cái gu đầu tư người ta mặn nữa ví dụ ông này ông thích tôi thích gì đó tôi thích giờ cái câu chuyện mà nó rủi ro để như người ta kỳ vọng là nhuận cao thì mình phải xem xét thử cái bối cảnh là vị thế người đó đang cầm như thế nào đúng không ạ à? cho nên mình nhắc các bạn nếu là mình, mình sẽ bỏ liền thằng yếu và sang thằng mạnh Đó là điều thứ nhất Còn không đã xác định nắm rồi á Thì một là gì nè Cổ phiếu không vi phạm là các bạn tiếp tục nắm giữ Còn nếu trường hợp nó vi phạm kỷ luật là phải xử lý ha Thứ hai là hãy nắm giữ sao ạ à? à, Nắm giữ với một cái với một cái tiêu chí như thế này nè Ông không gãy trên á, thì tôi cầm Còn nếu mà trường hợp ông gãy á, thì tôi phải bán Đó thì các bạn phải xác định rất là kỹ và cái vị thế của các bạn đang nắm mà nó đẹp á tức là giờ à? bạn lãi ổn bởi vì sao trên cái thị trường này mỗi một nhà đầu tư là một cách nắm hàng khác nhau ông đang lãi năm phần trăm khác với lại ông đang bị lỗ một phần trăm của cổ phiếu đang giảm đó thì cái quyết định cái hành động nó sẽ là khác nhau đúng không ạ à? ok rồi tuy nhiên về bản chất thì mình vẫn đang thấy là những cổ phiếu này nó sẽ tạo thành một cái hình dạ uh, yeah, cái hộp giá lớn như thế này và cái khả năng nó sẽ bật tăng là trở lại là có Ok, thì đó cũng là vừa là cách mình xử lý chia sẻ kịp thời với mọi người Vừa là một cái công cụ để mình định hướng cho mọi người để xem thử là mọi người đang ở cái phần khúc nào đúng không ạ Cái tầng cái, cái tầng nào hoặc là cái phân khúc nào ok không Rồi, như vậy là ở câu chuyện bất động sản là mình cập nhật luôn nè, quá khỏe đi Điếc đất xanh cũng vô đối nè Đất xanh có giai đoạn là kéo trở lại vùng giá khoảng 22 trên các bạn ạ Đó, mình nói là một cái pha chuyển hàng Novala sang phát đặt y bài Rồi, Phát đạt ngày hôm nay là vượt 26 và có những lệnh ăn rất là to các bạn 300 000 cổ rồi 500 000 cổ ha, mình để ý khá là nhiều Ok, rồi thép bật tăng trở lại, vì sao? Vì ngày hôm nay mình nói là cái cơ hội các bạn múc những cổ phiếu này nè các bạn nè Ví dụ, đây là cổ phiếu nè HHV ở những cái giai đoạn mà mình đã cho các bạn là mua gom quanh vùng giá khoảng 14 ít rồi lên 15 x thậm chí là vượt 15.6 cho mọi người mua thêm thì bây giờ mọi người được khoảng mười mấy phần trăm rồi còn đối với những nhà đầu tư thật sự muốn mua mình để nói nha thật sự muốn mua và đã luôn liên, liên tục chần trừ thì vui lòng mình nhắc lại một lần nữa là giờ trừ khi cái vùng đỉnh này lên một tí xíu thì các bạn còn enter được nhưng mà nếu mà trường hợp nó quá xa hơn khoảng 5% thì các bạn bỏ cho mình nha thì nếu mà trường hợp các bạn múc thì ngày hôm nay các bạn canh giá đỏ mà xúc thì ít nhất nó sẽ ổn Chứ không á mà các bạn không có vị thế đẹp nha Nó chỉ cần nó đạp trở lại tí xíu thôi ha Thì cái ông mà mua túc chót hốt trên đây nè Đa phần ông sẽ cắt lỗ Mà về đây á, thì nó lại dễ hồi Mình ví dụ à, Còn không mua chỗ này á Mà trường hợp nó chỉ test lại đúng như quanh quanh đây Nó đi từ 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 và nó bò lên luôn á Thì các bạn lại rất là khổ khi giao dịch Đó là cái điều mà mọi người phải cố gắng Bởi vì đây là một cái thị trường xác xuất Rồi À, HHV thì mình liên tục nhắc với lại KSB nè các bạn nào đó tiếp tục và cho mua sau VCG và CI bởi vì VCG và CI là hai cổ phiếu mà thấy Ngô đã nhắc liên tục rồi các bạn như VCG này ha trước đó là nhắc mọi người là quanh vùng giá khoảng 25 x 26 x thậm chí là dưới 27 sau đó tiếp tục nhắc với mọi người nếu trường hợp á, ông này vượt 28 số tròn là múc thêm thì bối cảnh hiện tại thật ra đối với những nhà đầu tư bởi vì mình nói rồi rõ ràng ở mỗi một cái giai đoạn khác nhau thì mỗi một nhà đầu tư đều có vị thế nắm giữ hàng khác nhau cho nên cách xử lý họ khác nhau ví dụ cái ông nội mà mua ở dưới này nè ông chấp luôn nhưng mà ông nội mua gần gần đây hoặc là trên hoặc là ở đây thì còn đỡ nha đây đúng như một cái ví dụ mình vừa mới ví dụ về hhv đúng không ạ nhưng nếu cha nội nào mà đu ngay với giá này nè ha thì chắc cú ở đây họ phải hạ thôi bởi vì cái vị thế họ khác nhau thì cái việc mà cái bây giờ cái tâm lý giao dịch và cái cách người ta phòng vệ tài khoản nó cũng sẽ khác nhau đó cho nên là cái cách thức mà mình chia sẻ rồi để mà ổn được điều này á thì mình đã làm cho mọi người một cái cái giờ một cái sườn giao dịch rất là rõ ràng bài bản ngay từ đầu ở vùng nào các bạn xuất trước rồi sau đó từ từ và sau cùng nha à, vùng giá nào phải phải chấp nhận lúc đó anh mua ở đây mà vì như này anh không bán cắt lỗ thì cũng chịu đúng không ạ rồi lỡ như trường hợp nó giảm nữa thì sao mình ví dụ nha còn không á lên cái vùng này nào quanh quanh vùng này mà éo mua đúng không ạ nó bật tăng lên trở lại thì lúc đó lại ứự. Tại vì sao Mình sẽ lấy một ví dụ luôn là KBC các bạn nhìn cho rõ nha, KBC đây. Đây là một cổ phiếu. Mua vùng mua không mua đúng không ạ? Rồi bắt đầu, mình ví dụ mua ngay cái vùng đỉnh này chẳng hạn nha, do cái áp lực quá nhiều quá các bạn khi nó vượt đỉnh đó, Rồi khi trường hợp nó bị test ngược trở lại nè, đạp trở lại đây thì đa phần mấy ông ở đây là mấy cha mà mua sai một cái mình ví dụ nha, là bán, bán xong á các bạn thì nó bật tăng lên trở lại, lại FOMO quay trở lại. Các bạn liên tục gặp ra tình huống này chưa à? Đó, đó là cái cách mà trong thực tế đang đã và đang diễn ra. Cho nên các bạn đó mà từ những vùng giá như này mình cho mọi người xúc nè, rồi sau đó những ông nội mà đã xúc dưới này ha, lên trên này ví dụ ha, múc thêm hoặc là mua đủ rồi không cần mua nữa. Hoặc là nhà đầu tư mà theo trường phái mà đánh theo đà tăng trưởng đó, red đó các bạn, múc ở gần gần lân cận đây nhất có thể đấy chưa à? cái giá vốn của bạn khác nhau thì cái cách xử lý vấn đề và tư duy và hoan hỷ sẽ khác nhau không có ông nội nào mà chia sẻ với bạn rõ như mình chỗ này đâu mình nói thiệt á tại vì đây chính là những cái tâm lý khuất mắt của nhà đầu tư đúng không ạ đó rồi và tiếp tục ngày hôm nay mình nhắc nào múc giờ dạ, one one các bạn nào ai chưa mua được mình nói nha rất là cụ thể ai chưa mua được do dòng trừ tết ngược trở lại vùng đỉnh này vượt đỉnh xong tết ngược trở lại ai chưa múc múc được và ghi ra giá trong rút viết thì thấy ngôi sẽ chia sẽ rất là rõ ràng và tuần sau ông này sẽ giờ cái khối lượng mà kiệt như thế này ha ông này sẽ rất là dễ bật tăng lên trở lại và nói gì à đó mới vượt đỉnh xong Tết đỉnh trở lại và đúng cái câu chuyện mà thấy ngôi chia sẻ này ha cổ phiếu ngày mai tăng rồi sau đó là gì cái câu chuyện cổ phiếu test đỉnh là vì vậy vùng giá vẫn còn enter được tiếp theo là cổ phiếu mà cũng trong nhóm à, nhóm này mình nhắc luôn là gì à? C nè nếu trường hợp mà CI này test ở lại vùng giá khoảng 23 cộng trừ Bởi vì sao ạ? À? Y chang cái ông nội nhờ, lực bán thấp nè Đó, test ngược trở lại cái nền 23 Nhắc chứ mọi người quanh quanh đó xúc Để tránh tình trạng nó rơi lại đúng như cái câu chuyện của ông KBC Hoặc là nhiều cổ phiếu khác Vượt đỉnh xong test trở lại đỉnh là bình thường có nhiều ông nội nha mua vượt đỉnh xong mà đặt muốn thị trường nó phải tăng luôn đó. làm sao biết được các bạn biết vậy là bán cả cái thế giới là vô mút rồi do cái tác động của cung cầu tất cả mọi sự trên đời này đều đặc biệt là trong thị trường và trong cái câu chuyện thị trường nó sẽ có hai thế lực ông cung và ông cầu hai ông nội này ông gặp nhau ông đấu đá với nhau thì ông mới ra được cái giá cả của thị trường khi các bạn học về kinh tế vi mô các bạn sẽ biết được điều này hoặc đơn giản thôi bên cung mà nhiều hơn thì rõ ràng cái giá nó sẽ thấp hơn đúng không ạ tại vì cái lực lượng cung hàng ra quá nhiều còn bên cầu mà nó mạnh hơn thì rõ ràng là cái đẩy giá lên cao hơn đó là cái chuyện mà các bạn phải thấy được cái cái đơn giản của logic về kinh tế học vi mô các bạn rồi còn về ở góc độ về vận động về một cái cấu trúc sống á, thì ông này tăng lên vượt và test ngược trở lại là hoàn toàn dễ hiểu cho nên khi nhà đầu tư mua xong vui lòng nha cho nên là một là ông có nền giá hay không hai là về đây ông múc mới nè thì nó lại khác nhau còn khi ông mua trên này thì rõ ràng là cái áp lực tâm lý một là ông thắng tiếp tục là khi dòng trường nó đẩy lên cho nên là khi mua gì phải đưa ra cái quan điểm trước khi enter á phải nói à mình ơi mình mua cổ phiếu này ở đâu nha mình mua ở vùng nào nhờ khi đó nó về đó thì mình lại lời hay là mình lại lỗ khi nó lỗ hoặc là nó đỏ thì mình còn cái vốn để mình giải ngân thêm hay không và khi mình giải ngân xong rồi thì mình sẽ làm tiếp tục là cái khâu gì khâu gì và khâu gì đó rất logic và hiện tại mình đánh giá đây là một trong cái cổ phiếu các bạn còn enter được đẹp quá ok mà rút chân lên test được là giá tiếp theo là một cổ phiếu mà mình vẫn nhắc với mọi người là trong nhóm này ví dụ trường hợp của VCG người nhà nhà đầu tư múc rồi thì thôi nhà đầu tư múc rồi về vị thế còn mới khoảng hai ba trăm thì mình nghĩ về là những vùng giá 27 bảy ít hai mươi tám chỗ này ha là cơ hội cho các bạn là múc để các bạn đợi nhìn một cái tìm nhìn tương lai các bạn ạ chứ phải là múc xong còn sau đó các bạn nếu các bạn đã có vị thế rồi mà các bạn chưa vi phạm nguyên tắc cắt lỗ các bạn vẫn tiếp tục nắm giữ cho mình và sau đó nó sẽ từ 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 bò lên lại theo xu hướng uptrend thôi à. còn khi mà thật sự nó vi phạm tuyệt đối vào cái con số bạn chặn lỗ bạn phải chặn đẹp ha chứ không làm sao mà có được những cổ phiếu HHV như vậy các bạn cứ đánh mà đám mà đắm đánh đám liên tục như vậy rồi cứ, cứ đạp xong bán bán xong mua mua xong rồi éo có bao giờ mà được nắm được cái cổ phiếu vượt đỉnh luôn bởi vì giờ tèo ngay khúc này mẻ rồi đúng không nghe tay hù dọa xong rồi tèo ngay khúc này bắt đầu là bật tăng lên bật tăng lên múc ngay chỗ này mình ví dụ nha về đây bắt đầu nó đi khoảng tí xíu nè nó tạo thành một cái hộp giá chẳng hạn nha là bán như vậy là giờ bán thì bán ở dưới đù đù ở trên rất là nhiều nhà đầu tư sẽ gặp tình trạng như vậy Trong xuyên suốt cái hành trình đầu tư của mình Đó Chia sẻ rất là chân thành nghe mọi người ơi Mọi người đừng quên là bấm nút đăng ký nha Rồi Tiếp theo trong rút viết Bởi vì trong rút viết mình chia sẻ rất là rõ Ông nào múc rồi thì ngồi im Ai chưa múc thì mua Còn ai mà thử quá giỏi về trading á Mua xong bán lại mua xong bán lại Thì lưu ý những cái điều mình chia sẻ nha Rồi Tiếp theo bởi vì các bạn các trong nhóm group vip mình sẽ chia sẻ rất là rõ và nhất với mọi người mà mình khẳng định trong thời gian mà nó rõ rung rất là ít có ai nhất mà mình sẽ nhất tuyệt đối luôn và sau đó các bạn cố gắng quản trị rủi ro nha ok và thái ngô nhận được rất là nhiều tin nhắn zalo của mọi người và đây là cái cơ hội thật sự hiện tại mình thấy thị trường còn những cái vùng mua điểm mua thì mình còn nhắc được với mọi người chứ sau này qua năm bảy tháng sau thì cái cơ hội nó đi qua rồi lúc đó các bạn sẽ không còn điểm mua đẹp thì nó lại khác cho nên thật sự là mọi người muốn vào trong nước vip của thái ngô thì cụ thể là nhanh chóng các bạn nha bởi vì thật sự khi nó qua vùng mua đi mua rồi mình sẽ không nhắc nữa có những cổ phiếu tăng được năm bảy phần trăm mình sẽ rất là hạn chế nhất đúng không ạ ok rồi và mình nhắc lại là giờ mình sẽ đồng hành với mọi người là khoảng là à, 6 tháng là 4 triệu hoặc là một năm là 7 triệu thường là một năm các bạn nha thì trong cái cơn sóng này thì mình đã có một cái góc nhìn up trên nó sẽ đi rất là mạnh về lại những vùng giá trên này các bạn nè ok thậm chí một 500 đến một 600 sáu các bạn nha thì đó là cái góc nhìn của thái ngô ha ai nói gì thì nói mà trước đó về đây mình vẫn một mục tiêu duy nhất đúng không ạ trừ khi có chiến tranh động đất bất và yeah, cái câu chuyện về bất đà, bất um, ổn định về chính trị các bạn ạ đó rồi như tiếp tục nào mình sẽ cập nhật cổ phiếu hàng ngày có điểm mua vùng mua rồi. tiếp tục ha tại vì mình đầu tư như thế nào mình đều chia sẻ cho mọi người như thế đó và mọi người lưu ý không yêu thích bất kỳ một cha nội cổ phiếu nào cách đầu tư mở một tài khoản mỗi tài khoản phải có từ 3 đến 5 mã tài khoản vừa nha tài khoản lớn thì 8 đến 10 mã cho mình là xong sau đó là giờ chất lọc những thằng mạnh nhất vip nhất và múc rồi sau đó là giờ ngày hôm nay tặng này hoặc là nó giảm ông kia thì từ từ nó sẽ đều 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 như vậy á chứ ai mà thật sự là onin cái một ha. rất là nguy hiểm vì đây là một thị trường xác suất ok kênh rung đất mua mới là ngày hôm nay tiếp tục nhất với cả nhà là múc ông thép đây như cha nội này nè Nam Kim ngày hôm nay các bạn vẫn còn enter được và đây chính là một trong cổ phiếu các bạn vẫn còn vùng mua được và ngày hôm nay vận động khá là tích cực nước ngoài mút rồng các bạn nha và ông này xây dựng một nền mới giá mới xong rất là dễ bật tăng lên tiếp tục để chinh phục à, tiếp theo nha à, ông này có thể là về lại khoảng được khoảng 25 đến 30 phần trăm so với lại cái này mới này Ok hoặc là hoa sen mình cũng cho mọi người là múc tiếp tục quanh vùng giá khoảng 21 cộng trừ và tiếp tục hàng về ổn Hòa phát thì nó lại hơi chẹo một tí xíu nhưng mà nó đang test trở lại cái đường EMA 50 và quanh vùng giá khoảng 28 cộng trừ à, ba à, 2-300 đồng nhưng bạn có thể là à, mua thoải mái quanh quanh vùng này nha không múc ngay vùng đỉnh thì ít nhất về lại này có góc nhìn thì các bạn cứ enter đó rồi tiếp theo là bất động sản thì mình có nhắc KBC các bạn thấy là ở dưới này múc rồi Trường hợp mà lên trên này các bạn không múc thì nếu trường hợp nó test ngay trở lại vùng 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 đỉnh nó vượt qua là 34 35 chẳng hạn ít nhỏ nhỏ cơ mà. Thì các bạn mới enter được. Tránh để tình trạng sau này mới enter á, thì nó rất là dễ tình huống là giờ nó tăng lên tí xíu, sau đó nó đi ngang cái rồi nó nó dập xuống nhẹ cái chẳng hạn nha, 3 4% thì cái ông mà mua sai á là ông nội nó sẽ cắt lỗ và sau đó nó tăng lên tiếp tục chứ không phải nó tăng lên một mạch. Đó các bạn nhớ. Trong tăng có chỉnh, trong đỉnh có đó, tiếp theo À, một cổ phiếu mà GVR mình vẫn tiếp tục nhắc cho mọi người còn vùng mua an toàn và ông này chỉ cần mà vượt cái đường trendline kênh giá dốc xuống và thì ông này sẽ tăng như nháy luôn á. Đây. Đó, đây là một cái đường trendline và ông này đang gặp một cái đường chỗ này nha. Bật vượt đỉnh qua vùng giá khoảng 23.3 thì mình nghĩ ông này sẽ mở ra một chân trời mới cho nên vẫn tiếp tục nhắc nhở với mọi người quanh vùng giá 22. Hồng trời xúc ngày hôm nay có giá đẹp. Đó. Trong nó viết hoặc là ADC vẫn nhất chứ cả nhà nè, quanh vùng giá khoảng 47 cộng trừ vậy đó vol ngày hôm nay cũng đẹp Đó Ok Rồi Tiếp theo là cổ phiếu mình nhắc, rồi chứng khoán, à, chứng khoán thật sự Không còn điểm mua đẹp nào nữa nhưng mà những cái cổ phiếu này các bạn vẫn tiếp tục nắm giữ được nè Mình thấy nha đây nắm giữ được Vì sao? Cái này 35 nó đạp lại rồi rút chân, ok à, VON ngày hôm nay từ từ nó sẽ siết chặt lại ha còn điểm mua mới hiện tại khá là khó, còn ai thực sự muốn múc thì quanh vùng giá khoảng 35 thôi. Rồi Vin đi tiếp tục nắm giữ nha, test trở lại này, đúng không ạ? À, đó, à, mua cây vượt đỉnh này rất là dễ ứ nợ nhưng mà những vùng dưới thì mình cho mua nhưng những vùng trên chỉ là phù hợp nắm giữ nha. và đi ngang từ 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 nó lại lên và nó sẽ tặc bật tăng lên nha. Rồi, bây à, giờ HCM cho mọi người mua và tiếp tục nắm giữ lại thôi các bạn, bình tĩnh thôi. Rồi à, giờ À, BSI các bạn vẫn tiếp tục nắm giữ quá đẹp luôn các bạn thấy không ông này được khoảng 19 20 phần rồi từ từ chưa đâu nó còn những cái nhịp chạy và cân bằng nó chạy thêm tiếp tục các bạn nha trừ khi nào nó xấu hoàn toàn nó lũng khoảng cây sàn đó, thì các bạn bán đó rồi à, ORS cũng tương tự như vậy nè đó là những cổ phiếu mà trong group vip mình có nhắc cho mọi người là xúc ông chứng khoán rồi SHS đó các bạn nè đó, à, vẫn ổn ha nói chung là nó tái tích lũy trở lại quan trọng là vị thế ông nắm bao nhiêu và ông cứ tiếp tục nắm giữ thôi ok chứng khoán bất động sản rồi đầu tư công vừa nói rồi bất động sản khu công nghiệp nói rồi thép mình cũng vừa mới chia sẻ rồi đó là một trong những cổ phiếu các bạn còn những cái vùng mua khá là đẹp ha trong nhóm bất động sản thì các bạn còn để ý thêm là hà đô gấp nữa nha hà đô gấp thì cái cổ phiếu này á, cứ quanh quanh vùng giá này thì mình thấy là các bạn giờ yeah, nó đang tạo thành một cái nền giá trên đường EMA 50 thì các bạn có thể là cái vùng này là một giai đoạn các bạn gom này nè ha sau đó nó bật tăng lên từ từ mà nó vượt qua vùng đỉnh này các bạn sẽ xúc thêm để các bạn có một cái giá vốn ổn định và trong thứ mình sẽ chia sẻ với bạn nha vùng này còn enter được rồi HDC nè ha dù nó không mạnh nhưng mà thật sự là nó bật tăng lên các bạn mà vượt đỉnh mà nó test ngược trở lại là bình thường và khi test trở lại ha thì mình nghĩ đây sẽ là cái cơ hội các bạn vẫn còn enter được vì đây là một cái điểm mua để nó vào trong những mục tiêu sống sau nè ha à, ví dụ như về là vùng giá gần nhất là 50 đó thì còn về thị trường hiện tại thì mình thấy á. Ở góc nhìn này thì giống như hôm qua mình chia sẻ rồi, uh, Vic nè mà nó ngừng giảm một cái nha, rồi Vinhome ha, Vinhome ngày hôm nay tăng lại khoảng 3%. Chỉ cần những cổ phiếu này ngừng giảm thì cái câu chuyện mà cái màu thị trường chung á nó sẽ tạo nền giá và nó bật tăng lên trở lại. Đó, và nó bật tăng lên và cái khi mà VN Index các bạn nè nó vượt hẳn cái đỉnh chỗ này ha thì mình dự với các bạn ha nó sẽ tăng lên một nhịp cực kỳ bá đó và nó sẽ về lại cái vùng đỉnh trước đó vào năm 2022 đã tạo ra tức là 1400 đến 1450 sau đó 1500 và tiếp tục là những cột mốc bởi vì thị trường hiện tại đang trong một cấu trúc sống tăng giá rất là mạnh ha Ok rồi thì đây chính là những cổ phiếu mà thật sự rất là tiềm năng và cơ hội các bạn còn enter được khi ở những vùng điểm đẹp còn sau đó khi thị trường Bởi vì á, trong group VIP các bạn phải Mình sẽ cập nhật cho bạn này ha Rồi ai muốn vào trong group VIP thì chủ động nhắn tin Zalo cho Thái Bởi vì giai đoạn hiện tại vẫn còn vùng mua điểm mua được Và Thái sẽ chủ động nhất cho một cả nhà Rồi sau đó nha Nó sẽ thiết lập những cái nền giá Và sau này các bạn thấy khi nó tăng lên 20-30% đó Thì bắt đầu nó mới tạo thành những cái nền đi ngang tiếp tục Để các bạn còn enter được Chứ thật sự mà không mua thì lúc sau này sẽ rất là khó và cái cơ hội này thì mình nhìn đó nó có thể tăng tới năm 2024 đó sao ạ à? cái câu chuyện hiện tại lãi suất thì càng ngày càng giảm rồi các bạn đọc này ha tin tức ngân hàng các kiểu nè nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất lãi suất ngân hàng nào đang cao nhất hiện tại rồi giờ à, rất là nhiều ngân hàng là đua nhau giảm lãi suất các bạn thì bây giờ các bạn thấy không ạ à? rất là đẹp còn thị trường châu âu hiện tại ok ông phái sinh của mỹ hiện tại vẫn đang rất là ổn ok các bạn đừng quên bấm nút đăng ký nha bật cái quả chuông bên cạnh rồi chia sẻ video cho người thân bạn bè của mọi người xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình nhận định thị trường vào tuần sau Ok, thật sự trong lúc trên các bạn giờ rung lắc cơ hội nắm giữ ha và mua mới. Ok, bye bye các bạn nha.